đây là nghề, các nghề thủ công này. Đấy, rồi đây. Đấy, lấy nước mà uống đây, lấy nước uống đây. Đấy. Rất nhiều nghề thủ công nha, rồi bàn ghế đẹp quá nhỉ. Đấy. Sừng Thị Ứng này. Nghệ nhân Nguyễn Văn Kiến này. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, nghệ nhân Việt Nam giỏi chưa? Đưa cho Nhị em uống với. Cái này phải nước lọc đâu.